5 giờ sáng. Thầy chú lúc mà gọi cho mấy chú là chú hẹn bữa nay là gặp con là sáng là gặp con ở đằng kia rồi sao rồi con chờ chú rồi để đi tới đây. Con đi xin tiền lo cho hai đứa con sáng giờ nó chưa có ăn gì hết. Bây giờ bước vô quán cà phê để mà vô xin khách tới đây hả? Con không biết cái anh ở đây thấy là em là đem em mang như này nè, thấy là rất là to rồi. Bây giờ em dở hơi được chút được đâu, coi được hơi rồi, được rồi. Chú cũng có nói con là những gì mình chia sẻ lên trên kênh nãy giờ là đều là sự thật nhé. Thì con cho phép mấy chú là đăng hình ảnh của mấy mẹ con ở đây để cho cô chú ông bà rồi biết được cái hoàn cảnh của mình để cô chú hướng giúp nhé. Sau đó thì chú cũng xin trích 1 triệu của chị Mai ở Canada để gửi cho con đi. Thì trước tiên là chú gửi đi rồi chú đăng tải lên mà có bà của chú biết nữa thì mấy chú sẽ quay trở lại để trao tận tay cho con để có số tiền mà mua những cái trang thiết bị để mà lo và chúng ta có 1 triệu. Cảm ơn chị Mai ở Canada. Cảm ơn chị Mai ở Canada. Rất nhiều ở trên nhà không con thì mong anh em qua cái có những cái cáo này thì mong là có cái chuyện xem hết cái câu chuyện này sẽ hiểu được và đồng nghĩa thì hoàn cảnh quá trẻ của mình có một người phụ nữ trẻ. Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Hiện tại em đang có mặt gần ngay chỗ chợ An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì tiếp tục là hôm nay em tình cờ cũng gặp được cái em gái này nó cái nhà để ghi hình chia sẻ lên cho cả nhà mình xem cái hoàn cảnh của em gái là Quỳnh Thị Mai Trâm. Sinh năm 2001 thì đang có thai thì chồng bỏ đi biển biệt mất luôn rồi. Thì vợ bé hiện biết. Rồi ngày hôm nay tiếp tục gặp em đi xin tiền nữa cả nhà thì mình tiếp tục ghi hình em ha. Con 5 giờ sáng. Thầy chú lúc mà gọi cho mấy chú là chú hẹn bữa nay là gặp con là sáng là gặp con ở đằng kia rồi sao rồi con chờ chú rồi để đi tới đây. Con đi xin tiền lo cho hai đứa con sáng giờ nó chưa có ăn gì hết. Bây giờ cứ vô quán cà phê để mà vô xin khách tới đây hả? Ngay lúc này là con đang đi xin đó. Dạ. Thôi giờ con lại sổ bàn rồi đi lấy cho mấy chú ở phụ kiện của con cái bàn nha. Dạ. Rồi mời con lại bàn đi nha. Dạ. Con lại bàn. Thì giờ này mình sẽ hỏi hoàn cảnh em gái như thế nào nữa cả nhà. Chú chào con nha. Dạ. Chú ơi, xin chào con. Dạ. Rồi thì hồi nãy chú thấy là con dắt hai đứa con gì? Hai đứa con của con. Là con dắt lại mấy cái bàn của khách đó là mình bán vé số cái gì? Dạ con xin tiền. Để con chăm em bé vô cho mấy đứa này. Chú thấy con có mang bầu được mấy tháng rồi? Dạ con mang 2 tuần. Con 2 tuần là cũng 6-7 tháng hả? 7 tháng thì con thấy. Là nhà con gần đây không? Dạ nhà con bên đất 2, muốn nhà trọ. Con tên gì, nhiêu tuổi rồi? Dạ con tên Trâm, nay 23 tuổi. Rồi chồng con đâu mà con phải dắt hai đứa con mà mang bầu vậy đi xin dạ, tiền? Chồng con nó bỏ con rồi, chỉ ở với mẹ thôi, thứ hai đứa. Rồi mẹ con đâu chú có thấy? Bán vé số rồi. Mẹ đi bán vé số rồi con dắt hai đứa con đi cũng như là đi xin tiền để mà chuẩn bị sanh nở đó hả? Dạ. Rồi thấy hoàn cảnh là sao mà chồng con không có đây? Con bé, đứa này bỏ con lúc 8 ngày. Là chồng con có người tình mới rồi dạ. Bỏ con. Dạ. Là lúc đó con mang bầu chưa? Mang bầu 8 2 ngày. Mang bầu 8 2 ngày mới đi. Dạ. Rồi lúc đi đó chồng có nói đi đâu không? Anh nói là anh về nhà bé. Lâu lâu
là chú hỏi là lúc đi là chồng con có nói con đi đâu không? Không, mà không nói, nhà anh đi nhưng không biết. Là sao không biết được, là chồng không biết theo anh chở anh chở anh chở anh chở ngang nhà không phải á. Rồi vợ chồng lúc đó có xích mích gì không hả? Không. Như là biết con mang bầu rồi là bắt đầu là chồng con là đi mà có lo cho con nữa. Dạ. Là đi tới giờ là cũng là có tháng rồi. Dạ. Rồi có liên lạc gì không? Dạ không. Rồi cho chú hỏi là chưa, con là người ở đâu mà là con nói nãy là đây là con thuê nhà trọ. Quê con Hồng Ngự. Hồng Ngự Đồng Tháp. Dạ. Xã nào? Phường An Thạnh số 1. Phường An Thạnh. Dạ. Số 1. Dạ. Là con xuống đây là lúc đó vợ chồng xuống đây là lâu chưa? Không, anh bỏ con lại cho anh á. À, bỏ trên Đồng Tháp rồi mới xuống. Dạ. Đây thuê nhà trọ. Con dắt con xuống đây với mẹ. Con này. Hồi nãy chú có nghe con nói là chồng con là hai đứa, làm sao chú thấy một đứa bầu là ba rồi? Con là con biết con biết được ví dụ trai trai đó 3 tuổi con được gì mới 13 tuổi là bị ví dụ bị sanh trai đó hả? Dạ. Là ví dụ là sao con kể lại câu chuyện của mình đây? Hay là con chơi này kia em dụ nhưng mà con là không như là trước mình ra ví dụ là bé ra này mẹ nuôi một tay mẹ nuôi không từ nhỏ chứ là luôn này cũng vậy. À, lúc có 13 tuổi là con quen với nhau hay sao? Quen đi chơi với lại như là quen biết đi chơi vậy đó, rồi cái như là nhập tỉnh thì ta con hay. Là cái người là ở con lúc đó là sanh bé trai này là lớn tuổi chưa? Dạ, anh khoảng tầm 20 hai mấy à. Lúc đó mà sao con nghĩ sao mà con mới 13 tuổi mà để cho nấy lại lợi dụng vậy? Con đi chơi. Và lúc đó là bắt đầu là khi mà con mang bầu rồi là người đó không tới lui luôn hả? Dạ không. Là con trai. Con chạy. Mình quên mình con này với mẹ con lo một tay mà ta mẹ lo không? Là tới giờ là không tới có giờ, không có lo đi không đưa ăn đồng mẹ cũng lo nữa. Cho chú hỏi là khi mà con mới có 13 tuổi mà con có bầu á, thì khi mà con có bầu á thì mẹ con biết không? Con không biết luôn, cái 5 tháng rưỡi không biết này. 5 tháng rưỡi mới biết. Dạ. Đến lúc đó thì nói chung là 5-6 tháng thì cũng muộn rồi. Đạp, em bé đạp luôn. Đâu cũng nói là có bầu đứa thứ ba đâu cho thấy cái bụng. Dạ. Bầu đưa đừng có dở lên cho thấy. Dạ. đưa cháu qua bên tại vì ẵm cháu không thấy á. Dạ. 7 tháng này cũng lớn rồi. Có bầu đang có bầu cũng đang. Rồi như vậy là cái người chồng sau này đó là đi tới giờ là cũng không liên lạc luôn. Dạ. Rồi lúc đó là em phát hiện như thế nào mà em biết là chồng em có vợ bé? Nói chung là anh không có về nhà, anh không biết, anh chỉ là không có về nhà, không đi một ngày luôn, anh chỉ về một 5-10 phút rồi anh đi. Là như vậy là sao mà con phát hiện đâu có bắt tay anh tay được? Như là anh chở vô nó ngang mặt em hoài à. Anh chở, em biết luôn, em có hẹn em biết mà. Nó là cái em mới điện là nó hỏi anh là ai, nó là gậy của tao đó. Mới là gậy của tao luôn. Dạ. Nó cảm thấy mà nếu như không hỏi em được phải nói với em tiếng. Để em ngồi em tự lên lo bản thân cho con em sau này. Rồi lúc đó là em có giáp mặt với người tình mới của chồng em không? Có, quýnh như quýnh lộn luôn mà, quýnh như nói là em như quýnh lộn mà tao nổi luôn mà. Là em gặp cái người rồi trực tiếp gặp người đó là hai người có ấu đả luôn. Dạ, quýnh người em quýnh chỗ đó, để đầu với anh như là anh chồng em nó can, nó như vậy em ra mà chỗ kia không dám ra vô quýnh em. Chồng em can là ôm em thôi chứ còn người tình là không ôm. Mà lúc đó chồng em có nói sao không khi mà hai dạ, không nói đả. Gì hết đó. Dạ, không nói gì hết đó. Rồi trước kia là em với chồng em là mình có đăng ký kết hôn rồi. Dạ không, có gì trên chỉ là kết nối nha. Bây giờ là em với chồng em là trên mặt pháp lý là không có giấy tờ là không nói được là chồng vợ nhưng mà có cách giờ đã ăn đỡ cho em là có hai mặt con. Dạ. Mà lại bỏ đi như thế này rồi giờ để khổ lại cho em, giờ bụng mang dạ chữa rồi để mà chuẩn bị sinh nở không có tiền nữa. Dạ. Rồi con đi sinh như vậy đó là được một ngày được nhiều tiền không? Khi ngày 300 con ít lắm nhiều đi được con 2-3 bữa nhưng hai bữa còn em bé bụng có đi với nó đi chúng mà điện đi đâu nổi. Là con đi bộ không chứ hả? Dạ. Nãy chú thấy là con dắt tay đứa nhỏ đi bộ vậy đó. Dạ. Con nhầm khi mà đi sau thì có da người ta
Thì con dự định là sinh ở đây hay là về quê không? Dạ con tính sinh ở Bình Định lớn Vĩnh Long. Bây giờ là nay chú hỏi thiệt để cho con trả lời chuyện, để cho cô chú ông bà ở gần xa biết, có giúp cho con được phần nào giúp nha. Dạ. Là mình sinh tới giờ là mình sinh được bao nhiêu ngày rồi? Sinh tiền được bao nhiêu ngày rồi? Con đi có một tuần lễ là, nhưng mà trong khi một tuần lễ là con sinh ngày nào là đủ ăn ngày đó. Chứ không có dư phải không? Dạ. Bây giờ theo như con nói hồi nãy là một ngày 1-200 thì chú thấy chú nghĩ là nhà trọ rồi ăn uống mấy mẹ con nữa, rồi mẹ của con bán vé số nhiều không một ngày? Mẹ con mấy vé số một ngày có hai mấy vé, hai cháu như là nhập đi bán. Đằng trai lớn con đi theo bà ngoại bán vé số luôn hả con? Con tên gì? Con nói lớn là nhiêu? Tên gì? Con tên Cao. À, con nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi rồi, cháu đâu được học hả? Cháu con, mẹ con lo học sửa pha rồi. Con học ở đây hả? Mẹ học Hồng Ngữ. Học ở Hồng Ngữ? Là đem qua đây, là mẹ mới đem qua đây hả sao? Con này con để cho chú nói chuyện nè. Khi là học Hồng Ngữ rồi, hè này mới qua nước qua đây hả? Dạ. Rồi con có khi nào mà con nhớ ba được không? Ba không về thăm con không nhớ luôn hả? Nhắc tới ba muốn rơi nước mắt của chú chị. Rất là tội nghiệp cháu còn nhỏ, nhưng mà khi mà mẹ của cháu mới 13 tuổi thôi, còn rất là trẻ, rồi ba của cháu nhẫn tâm là ăn ở rồi có con rồi bỏ rơi như thế này. Giờ cuộc sống của mấy mẹ con là chỉ đi xin tiền của những cô chú mà ví dụ cũng quán cà phê rồi. Là thường thường là con đi ghé những quán cà phê như thế này? Dạ, những quán ăn. Và mình xin như vậy là có lúc nào gặp những cái vị khách mà người ta thấy mà dạ thương quá cho con được nhiều không? Dạ, có những nhìn cũng nhìn cũng có cô Mạnh Hùng Quân kia cũng nhìn lắm, nhưng mà không quay với mấy chú chỉ là giúp đỡ thì không dùng đâu. Tôi rồi em bé là chị cho con thường xuyên không? Không, lâu lâu mới cho con, vẫn như là con đặt tâm với con đặt tâm thì tôi gạo đem lại tới nhà kia đó, là gần xanh người ta cái hứa là đem lại tới nhà. Dạ, cho gạo thôi chứ còn không cho tiền. Dạ. Bây giờ là theo như con biết, tại vì con là phụ nữ cũng sinh nở rồi đó. Dạ. Cái vấn đề mà mua mà những cái dịch dụng để mà sinh em bé đó thì mình mua những thứ gì và khoảng bao nhiêu tiền? Con lúc trước thì mua thì mấy hai năm trước mua thì nó rẻ, còn chi không biết giờ thì bao nhiêu quật thì không biết. Những cái đồ cần dùng trong đó, dạ, là những món gì con? Quật, đá, cần giấy rồi đó nghe. Dạ đúng rồi. Rồi phải cái tiền là cái tiền phí mình đập cho bệnh viện nữa. Đập ứng trước là 2 triệu, con không có lời, nhưng mà con có ăn cướp cũng có lời hẻm. Rồi bây giờ con có bảo hiểm gì hết? Dạ không có gì hết, chỉ có bảo hiểm thôi. Không có bảo hiểm là thiệt thòi rồi, nó có bảo hiểm nhiều đó thì cũng đỡ được bảo hiểm. Dạ đúng rồi. Hỗ trợ được. Dạ. Bây giờ là không có dư, là chưa sắm đồ đạc gì hả để chuẩn bị sinh hả? Dạ con chưa, chỉ có đồ em bé thôi, người ta cho đó, đồ em bé thôi. Chưa mua trả cho em bé thì họ đồ không chưa có. Là cái phòng mình mướn là một tháng bao nhiêu con? Dạ, tháng 700 tiền điện nước là tính nhiên, là tầm một tháng điện nước luôn là triệu mấy. Là bố của bà cháu ở bây giờ không mắc nghe 700 thì ông mắc rồi, có gác không? Dạ không, không có bự. Con cho chú hỏi là từ khi mà con sống với cái người chồng kế tiếp đó, là từ ngày đó cho đến ngày hôm nay đó, thì chồng của con đó, có đối xử tốt với con không, hay là tới thời điểm này mới bỏ con? Anh cũng như là đi ghe, anh như là anh đồng anh thương con, anh như là mẹ chị là có ăn đó, như là muốn gì là được đó. Từ ngày con mang bầu thứ hai á, là con anh bỏ con không biết lý do gì, con không làm tay nữa. Bỏ con. Cái lý do như nãy cháu cũng có nói rồi, là có người mới đó đã trở lại mặt rồi, nói là người đó người yêu đó mà. Gậy nó. Gậy nó mà. Gậy tao đó. Rồi con có giữ số điện thoại của chồng mình mà thời gian này con đi đặt? Dạ con, là cũng nó cũng nhiều khi nó điện hỏi thăm, nhưng con nói chung là hỏi thăm con kia, con nói là con không cần nữa, con chỉ là muốn sống lo gì cho con thôi.
cái việc mà vợ chồng ở đây á, thì con nên nhớ là những lời gì con nói á, là con nói sự thật nha. Chứ con nói không đúng vợ chồng con á, thì cũng khó lắm nha. Dạ đúng rồi. Rồi thì con nói là con không cần, đúng là thời điểm bây giờ là con phải cần chồng con chứ. Nói chung là bỏ con thì con mong bầu tới gần tay luôn, cần lắm thì những lúc phải chi là con bầu nói là anh lo cho con, lo được cho mẹ con của con hiện tại, con cần lắm chứ giờ mà để con đi tin từ kè mà đi trắng đi, con đi tin người ta tình cảm cắt để người ta nhớ con. Biết không, cái này cái quyết định riêng của cháu thì mình cũng tôn trọng cái quyết định riêng của cháu, tại vì cái tình cảm trong gia đình mà cháu là người hiểu nhất, còn anh em mình thì cứ khiêng thôi, được cái nào mà anh em mình khiêng không được thì mình chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Ví dụ như bây giờ là chồng con cũng biết con đã mang bầu, thời điểm đó là đi là cũng tháng ngoài hả, thì chồng con cũng biết cái thời gian nào mình sinh rồi, thì thời gian như bây giờ ví dụ như chồng con thấy được những video clip mà con đưa lên là chồng con về á, thì lúc đó con có công nhận không? Dạ không, con không có. Là con ở vậy, con nuôi con đi làm cho con biết không thì con quay lại. Nhưng mà ví dụ chồng con về để mà lo tròn bổn phận là một cha thôi, sinh nở con mình thôi á. Con chấp nhận. Là con quyết định như vậy. Thì hôm nay khi mà con gọi cho mấy chú lại để mà chia sẻ là cái hoàn cảnh của mình đó, sao là con biết một số điện thoại mấy chú. Dạ, con tin cô kia kìa, kia cho con, kia nói là nuôi như vậy, đợi như vậy, nói là hoàn cảnh của con như vậy, giờ con hai ba đứa, không có tiền để con bán chó, không có chi phí. Là con xin người ta cho số điện thoại của mấy chú mà. Mấy cô nói là để con giúp con cho số điện thoại mấy chú ở ngoài để kêu là cho số điện thoại của chú mua đó. Thì đúng rồi, tôi mấy chú đây đi làm công việc này là để chia sẻ hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của con là mấy chú giúp bao nhiêu tiền thì mấy chú mới đưa video lên để cho mọi người thấy á. Đó thì như quay lại cái câu chuyện mà chồng của con á, thì con nói là con quyết định là chồng về là con chấp nhận. Rồi trong cái video clip này con có gửi gắm gì những lời nào với người chồng mình mà khi mà đã ăn ở với mình mà mang bầu rồi bỏ đi không? Nhưng mà giờ con muốn cần nói là cảm ơn, con không nói được, con nhưng mà nói ra cho chú hỏi lại cái là vấn đề này, con nói là không có giấy kết hôn có sao, trước kia là hai chồng khi đến với nhau là con lập giấy kết hôn, nói chung là bên ảnh không có bảo, nói chung con cũng chưa làm giấy kết hôn, nó là bên ảnh là nhưng nếu không mang nghĩa như là tao không làm thì tao có được chuyện, tao để nói ra đủ thứ điều kiện chứ. Ý là không muốn làm thì có nhiều lý do nha. Dạ đúng rồi. Và chồng con người cũng đồng tháp luôn hả? Chồng con ở Tân Điền một chuối trong Long An. Dạ Long An. Là cái đợt đi ta cho hỏi luôn vấn đề là khi mà con có một cháu trai rồi, con riêng rồi, là thời điểm đó con gặp chồng của con là qua cái dịp nào? Con đi làm. Cũng biết là đi làm mà về gia với Long An á, đi làm công ty thì anh cũng đi làm, nói làm chung một đợt, giống như là quen nhau trong cái công ty. Dạ. Là lúc đó là con nói thật với chồng con là con có con riêng rồi không? Dạ có, anh biết mà. Là công nhận rồi bây giờ ở chung với con. Dạ. Nói vậy nhưng mà cảm thấy mà con nghiêm đã chấp nhận chung con thì mấy chung con với bố mẹ, làm chung mẹ với con. Nói chung cái điều đáng tội ở đây nhất là mấy đứa nhỏ của chú chị đó, bây giờ là bản thân của cháu chị mới 13 tuổi thôi đã bị xâm hại rồi, mang bầu sanh đứa cháu trai lớn, rồi gặp một người đàn ông thứ hai, của người chồng thứ hai mình để có nghĩa là ăn ở như vợ chồng để mà lo cái tương lai, nhưng mà không ngờ là khi mà chồng thứ hai đã hai vợ mình mang bầu mới một tháng mấy đứa con thứ hai thì chồng lại lâu xa bay để mà gặp một cái tình nhân mới, thì đây là một cái điều rất là tội luôn. Thì bây giờ là nếu mà sinh ra là ba đứa rồi, từng tuổi con rất là trẻ đó, sao nó lo nổi bây giờ, trước khi sinh nở là không có tiền nữa, phải chạy xin từ chỗ tự động tự cắt. Thì qua cái sự việc và trong cái lúc mà anh em ghi hình ở đây
thì cũng nói với con như thế này thì các chú ở đây thì cũng đã hiểu được cái hoàn cảnh của con rồi. Còn bà con xem kênh thì đôi khi người ta cũng chưa có hiểu cái hoàn cảnh, thì thôi bây giờ trong cái lúc mà mày quay ghi hình này thì con có đôi lời nào con muốn gửi đến quý bà con hoặc là quý mạnh thường quân thì con cứ nói, xin bài con. Dạ, con nguyện tất cả con cứ nói. Con là con nhờ mạnh thường quân giúp đỡ cho con chút không tin nở để con lo cho con không bỏ ra mày. Nói chung là cái khi mà sinh được một cháu trong thời điểm mà tập viện là lo cho cháu này nọ là cũng rất là nhiều quản lý đúng không? Mà bây giờ là cháu nói là sinh cũng là chỉ đủ ăn thôi chứ có dư để mà lo cái trang trải cho mình mua đủ 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 đi sinh nữa. Bây giờ là con muốn mua nữa mua nhưng mà mua đồ em bé mua miếng tả này kia là ta cho không đủ luôn phải tự con ăn. Tại vì con có nhiều bệnh nhân như bây giờ con muốn đủ tiền đủ khi con ra đường đọc nên người ta con ta dẫn dẫn con dân từ những cái con mạnh chịu thích để lấy con giúp người ta. Chào lòng quá của chú chị, nó một người trẻ trẻ mà bây giờ nó phải ba đứa con chuẩn bị là đứa con thứ ba rồi đó. Bất bên sống hôm nay sống ngoài đường tại vì con không? Tại vì giờ con chưa mong muốn nguyện con chú giúp đỡ cho con được cái điều này con biết chồng con tin con ra mày sẽ chọn con vuông mà con vuông để lo cho con tin là thời điểm chú nghĩ là con rất là nặng nề khó khăn với về mà khi mà con sinh đó con tin đã con chưa âm người ta nói con bị thẳng hơi nước nữa con còn cái tấm giấy này bị thẳng luôn hả thẳng hơi nước rồi ép ngay ép gì này con có tấm giấy con cắt cái giấy được rồi tại ghi hình mấy cái thông tin cá nhân cũng không được. Bây giờ chú nghĩ là con rất là nặng nề, bây giờ khi mà con sinh nở đó là bà ngoại và là mẹ của con phải lo cho con trong một viện rồi. Là mẹ con có này con nặng thì con ở với ba mày nè, mẹ con có này con nặng này thì tại vì lúc trước ba mày giữ mẹ con là con đẩy già. Là chồng của con hả? Giữ mẹ con là đẩy già, mẹ con này con nặng. Tới ngày mày đẻ mà tao mà đứng dưới lên trên xe tôi chạy xe trăm xe đụng xe tải chết, tâm huyết mẹ con là con mẹ con biết đâu. Sao kỳ vậy? Bây giờ không lẽ bỏ con một mình nữa? Đúng rồi, tại vì là mẹ con nặng lắm, con không muốn đợi cho nhiều khi con đi sinh, người ta nói mọi người ta nói với mẹ con lắm. Con mà đi sinh, mà đi bán nước mà không đủ để lo cho con bà. Con nghỉ nhà trọ, tiền trả. Sao đủ chi phí được? Trời, bây giờ mẹ con đỡ thầy con như vậy rồi. Con tự con thân, con làm được, con lo được, con để chỉ cần. Thì nhà mẹ nói chung là mẹ con thì cũng bỏ con lúc nào con bỏ mẹ con thì là cha mẹ bỏ con chứ mới đâu sợ. Ví dụ như bây giờ mẹ con mà có giận chồng con đi chăng nữa thì con cũng là con ruột của mình, chỉ trong thời điểm bây giờ là con sẽ dạng như là con nói là đi biển một mình là con giờ là người đi biển một mình đó. Nói chung giờ chú ơi sinh đẻ là không ai giúp đỡ được chứ tự mình lo mà giờ con chỉ mong như nào là con sanh nở mẹ giúp đỡ đến ngay đứa con để tới ngày con sanh xong con đi về nhà để dưỡng đứa con về nhà mẹ cho nhưng mà mẹ làm một gian mẹ thương con ngay mẹ con hòa đồng lại nữa có chút mít nữa con cũng muốn là thấy con với mẹ không sống với nhau nữa. Thôi bây giờ thì cái câu chuyện mà con nói thì chú cũng hiểu phần nào về gia đình thì có thể là một lát nữa đã bao lâu mẹ mới về chú gặp mẹ con khoảng 15 phút tới ăn dở là từ người bán tới dắt đó là hết vé số nha. Nhiều khi mẹ con còn nhiều cũng chờ mưa mẹ phải cầu xe chở đi qua tới nơi bán phải chở hàng đi nhỏ bán em. Rồi thôi thì chú cũng nói với con như thế này, cái câu chuyện thì con kể nãy giờ đó thì các chú đây cũng đã hiểu rồi, thì các chú thì sẽ ở đây đợi mẹ con về, thì các chú ở đây thì cố gắng để nói phục mẹ để cho mẹ có một cái cách nghĩ lại, chứ bây giờ con thì chồng
không có. Không, bây giờ con để chú nói, có nghĩa là con nói thì đã lâu rồi, mẹ cũng đôi khi mẹ cũng đã có một cái câu thề quá nặng, cho nên là mẹ suy nghĩ. Rồi còn đây thì các chú ở đây cũng người lớn thôi mà cũng rất là đông ở đây, thì các chú mỗi người sẽ nói một tiếng, có thể là mẹ sẽ nghĩ lại. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là trong lúc này con đâu có còn sống với chồng con nữa, tại vì chồng con bỏ rồi, con đâu có còn sống nữa, cho nên là mẹ sẽ nghĩ một cái điểm đó, thì mẹ sẽ cố gắng nuôi tiếp hai đứa con. Mình giận thế nào đi nữa cũng không thể bỏ con ruột của mình được. Dạ đúng rồi, con cứ lạc quan vấn đề đó đi nha. Có mấy chú, dạ, mấy chú hỗ trợ những đương mẹ con bỏ mẹ. Sáng nay nè, mẹ cũng mua tả không sửa được gì đó. Thì chứng tỏ là mẹ cũng đâu bỏ được con đâu. Mẹ con vẫn còn thương con mà. Nhưng là không gặp mẹ không có một thương con. Nhưng mà mẹ con nóng, mẹ con tức quá, mẹ không nói vậy không. Như là thầy mẹ con. Thì mẹ con sợ trong đầu của con sao không mẹ không thầy mẹ. Không, thì câu nói của con chú hiểu, để mà mấy chú sau này gặp chút xíu nó gặp mẹ của con để tiếp tục cái đề mà lại là những con cũng đỡ mẹ hỗ trợ là nào đó cho con. Chúng ta phải nào mà hiện tại thì còn mấy cái đứa sẽ đỡ thì nó có nhẹ. Mua đồ ăn không? Mẹ nói như nào? Thì mẹ hỏi đức cụ con ăn gì không? Mà mẹ không hỏi gì nữa đây nè. Mẹ ăn cái gì không? Mẹ con không thương con, mẹ không hỏi gì nữa đâu, con không mẹ con không thương con, hôm nay mẹ đâu ở được chứ bà. Đúng rồi, bây giờ là nhưng con bây giờ con chấp nhận bắn lắm em một cũng phải vậy cả. Đó thì bây giờ làm sao nữa, thì qua bốn bảy giáo ở chung một phòng mà mẹ giận là giận thôi chứ mẹ không bỏ được con đâu. Con cũng cố gắng đi để có mấy chú đây hỗ trợ như là thuyết phục mẹ con cái phần nào đó để hỗ trợ con cái lúc mà sinh nở này biết được không? Rồi chú nói với con như thế này nè, thì nãy giờ con đã tâm sự với các chú ở đây, thì các chú ở đây cũng đã hiểu rồi. Thì bây giờ cái điều quan trọng là con cũng muốn là mạnh thường quân và bà con cô chú giúp cho con. Thì bây giờ con đã nói rồi, thì số điện thoại của các chú ở trên đây đã có. Nếu như mạnh thường quân và bà con nào gửi cho con một cái phần nào đó, thì các chú ở đây nhận, và các chú ở đây sẽ có trách nhiệm là giao và trao tặng hộ cho con nha. Thì hôm nay mấy chú khi mà gọi điện cho mấy chú đến đây, thì trước tiên là chú cũng có nói con là những gì mình chia sẻ lên trên kênh nãy giờ là đều là sự thật nhé. Thì con cho phép mấy chú là đăng hình ảnh của mấy mẹ con ở đây để cho cô chú ông bà rồi biết được cái hoàn cảnh của mình, để cô chú hướng giúp nhé. Và sau đó thì chú cũng xin trích 1 triệu của chị Mai ở Canada để gửi cho con đi. Thì trước tiên là chú gửi đi rồi chú đăng tải lên, mà có bà của chú nữa thì chú sẽ quay trở lại để trao tận tay cho con, để mà có số tiền mà mua những cái trang thiết bị để mà lo sinh hoạt em. Và chú trao 1 triệu đó là chị Mai ở Canada. Cảm ơn chị Mai ở Canada. Không có nhiều đặc trưng ở nhà không con. Thì mong anh em qua những cái có nhiều mấy cái tiếp cáo ra, thì mong là có chú chị xem hết cái câu chuyện này sẽ hiểu được và đồng cảm đi, hoàn cảnh quá trẻ của mình, một người con trẻ một thời điểm mà đang đi bố mẹ lại hả? Mẹ thôi giờ về đây mọi con ơi nè con, để anh em tạm dừng cái video này ha. Rồi mấy chú ở đây sẽ gặp mẹ, mấy chú lại cố gắng để thuyết phục mẹ để giúp cho con có mẹ có con ha. Và chú chào con nha. Hỗ trợ tiền đến cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà giúp đỡ cho cháu đây, thì anh chị như gia đình được mẹ. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo. Thì cả nhà ơi, thì sớm giờ thì cũng gặp em Quỳnh Thị Mai Trâm sinh năm 2001, thì clip trước em cũng có quay chia sẻ cho cả nhà mình xem cái hoàn cảnh của em á cả nhà. Thì em hiện tại có 2 đứa con, một đứa thì 8 tuổi, một đứa thì khoảng 2 tuổi. Và hiện tại đang mang thai thêm đứa con thứ 3 nữa. Thì ngày hôm nay em tiếp tục đến đây để ghi hình em và chia sẻ lên cho cả nhà mình biết cái hoàn cảnh của em hiện tại là rất là khổ sở luôn cả nhà. Bây giờ mai đang mang thai mà chồng bỏ, không có chăm lo gì hết. Bây giờ bầu thai thì
cũng gần tới ngày để sanh nở rồi mà không có tiền để đi đẻ đó cả nhà, nên em chăm tiếp tục đi xin tiền của bà con dòng dòng ở mấy cái khu vực ở đây á, thì ngày hôm nay em quay chia sẻ cho cái nhà mình xem, cái nhà mình có lòng hảo tâm cần giúp đỡ cho em chăm thì hãy liên hệ với em, thì em để cái phần mô tả bên dưới có số điện thoại đó cả nhà, thì cái nhà mình có xem được có cần hỗ trợ thì hãy liên hệ với em để em đem những phần quà tặng tay đến để trao cho em chăm đó cả nhà. Rồi vậy thôi, giờ này em cũng kết thúc clip cả nhà ơi. Cả nhà mình lấy cái clip lần sau em sẽ tiếp tục cập nhật clip mới chia sẻ cho cả nhà mình nữa nha.